Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến. Trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Dần sinh năm 1974, thu nhập tăng tiến, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Giáp Dần đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Giáp Dần không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Giáp Dần nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Giáp Dần cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Giáp Dần không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Giáp Dần, không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Giáp Dần, vì thế, nếu sau này người Giáp Dần yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Giáp Dần có thể đặt niềm tin, Giáp Dần cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Giáp Dần đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu nhưng Giáp Dần chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Giáp Dần, trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Giáp Dần, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Giáp Dần hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Giáp Dần lắng lại. Rồi nỗi đau của Giáp Dần cũng sẽ dần biến mất, Giáp Dần đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Giáp Dần có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Giáp Dần có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Giáp Dần không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Giáp Dần tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Giáp Dần. Hãy nhớ điều này, nếu không Giáp Dần sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống, chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Giáp Dần ít khi gặp mọi người, nhưng Giáp Dần hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Giáp Dần hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Giáp Dần đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Giáp Dần hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Giáp Dần nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Giáp Dần, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Giáp Dần phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Dần 1974, thu nhập tăng tiến, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn, luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Giáp Dần được xa hơn, để bản mệnh Giáp Dần có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Giáp Dần hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Giáp Dần, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Giáp Dần sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Giáp Dần, tận dụng những lời dự ngôn. Luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào,
Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn, thì bản mệnh Giáp Dần cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Giáp Dần cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần tháng 3 âm lịch năm 2024. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đặc biệt đối với bản mệnh Giáp Dần, bởi lẽ tam hội một sao tốt trong tử vi đã ghé thăm bản mệnh Giáp Dần. Đây là dấu hiệu cho thấy Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, kết nối và hợp tác với nhiều người khác nhau, từ đó mở rộng mối quan hệ và tăng cường uy tín của bản thân. Giáp Dần không nên bỏ lỡ những cơ hội này, mà hãy tận dụng chúng để phát triển bản thân và công việc của mình. Trong tháng 3 âm lịch năm 2024, Giáp Dần cũng sẽ có rất nhiều ý tưởng sáng tạo và đột phá, khiến Giáp Dần tràn đầy năng lượng và động lực để theo đuổi những mục tiêu lớn lao và xa xôi. Giáp Dần không còn cảm thấy chán nản hay buồn bã vì cuộc sống nhàm chán, mà luôn muốn khám phá và học hỏi những điều mới mẻ. Giáp Dần cũng không ngại thử thách bản thân và vượt qua những giới hạn của mình. Tuy nhiên, để thành công trong công việc, Giáp Dần cũng phải chịu khó vất vả và không ngại gian khổ. Sao Dịch Mã xuất hiện trong tháng 3 âm lịch năm 2024 cho biết Giáp Dần sẽ phải bôn ba, xông xáo và lao động nhiều hơn bình thường. Nhưng đừng lo lắng, bởi vì càng cố gắng, Giáp Dần càng có kết quả tốt đẹp. Giáp Dần không nên từ bỏ hay chùn bước trước những khó khăn hay trở ngại, mà hãy kiên trì và quyết tâm để vượt qua chúng. Nếu có cơ hội đi công tác xa hay làm việc với những người mới, Giáp Dần cũng không nên do dự hay e ngại, mà hãy chủ động xung phong và tỏ ra tự tin. Đây là những cơ hội quý giá để Giáp Dần mở rộng tầm nhìn, nâng cao kỹ năng và gặp gỡ những người có ích cho sự nghiệp của Giáp Dần. Tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm thuận lợi để Giáp Dần thể hiện tài năng và khả năng của mình. Sao Nguyệt Lệnh Trường Sinh sẽ giúp Giáp Dần có được sự tin tưởng và ủng hộ từ những người xung quanh. Giáp Dần sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng và có vai trò lớn trong các dự án hay hoạt động của tổ chức. Giáp Dần cũng có thể tỏa sáng trong các cuộc thi, thi đấu hay thi cử. Tuy nhiên, Giáp Dần cũng không nên quá tự mãn hay chủ quan, vì sao Thiên Quan, một sao xấu trong tử vi, cũng xuất hiện trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Sao này có thể gây ra những tổn thương tinh thần cho Giáp Dần, khiến Giáp Dần cảm thấy buồn phiền, lo âu hay mất tự tin. Giáp Dần cũng có thể gặp phải những người ganh ghét, đố kỵ hay phản bội Giáp Dần. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của Giáp Dần nếu Giáp Dần không biết cách chăm sóc bản thân. Vì vậy, Giáp Dần nên giữ gìn sức khỏe tinh thần và tâm lý của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Giáp Dần nên ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, tập thể dục và giải trí hợp lý. Giáp Dần cũng nên tránh những tranh cãi, xung đột hay mâu thuẫn không cần thiết với người khác. Giáp Dần nên giữ vững niềm tin và lạc quan trong cuộc sống. Luận tử vi tháng 3 âm lịch, Thái Tuế là sao mang lại may mắn và thành công trong công việc. Trong thời gian này, Thái Tuế sẽ giúp Giáp Dần thu hút may mắn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc Giáp Dần có thể gặp gỡ được những người ảnh hưởng và có quyền lực trong lĩnh vực làm việc của mình. Do đó, việc duy trì mối quan hệ xã hội và tận dụng các cơ hội giao lưu là rất quan trọng trong thời kỳ này. Ngoài ra, việc học hỏi và phát triển kỹ năng là yếu tố then chốt giúp Giáp Dần vươn lên trong sự nghiệp. Tham gia các khóa học seminar hoặc tìm kiếm người hướng dẫn có kinh nghiệm sẽ giúp Giáp Dần tiếp thu kiến thức mới và mở rộng tầm hiểu biết. Đồng thời, việc áp dụng kiến thức mới vào công việc sẽ giúp tăng cường hiệu suất làm việc và vươn lên trong sự nghiệp. Về sức khỏe, bản mệnh Giáp Dần có nhiều may mắn trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Nguyệt Lệnh Trường Sinh chiếu mệnh Giáp Dần, giúp Giáp Dần có sức đề kháng tốt, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Nếu Giáp Dần đang mắc phải bệnh tật gì thì cũng sẽ được chữa trị kịp thời và hiệu quả bởi những bác sĩ uy tín và chuyên nghiệp. Giáp Dần chỉ cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và kiêng khem đúng mực là sẽ mau chóng hồi phục. Ngoài ra, Nguyệt Lệnh Trường Sinh còn mang lại điều kiện thuận lợi cho Giáp Dần. Đây là thời điểm lý tưởng để Giáp Dần thực hiện kế hoạch về sức khỏe. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ với con giáp tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Lục Bạch nhập cung chính Tây báo hiệu có nguy cơ gặp phải họa huyết quang, tức là tai nạn hay chấn thương liên quan đến máu. Giáp Dần cần phải cẩn thận khi đi lại trên đường, đặc biệt là khi lái xe hay đi xe máy. Giáp Dần cũng nên hạn chế những hoạt động nguy hiểm hay mạo hiểm trong công việc hay cuộc sống. Giáp Dần cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khi đi du lịch hay công tác xa nhà. Thời gian biến động có thể khiến Giáp Dần bị mất cân bằng sinh lý, ảnh hưởng đến tiêu hóa và ngủ ngon.
Giáp Dần nên ăn những thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ và phù hợp với khẩu vị của Giáp Dần. Giáp Dần cũng nên giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh để tránh bị nhiễm trùng hay bệnh dịch. Bản mệnh Giáp Dần là người có tính cách năng động, sáng tạo, thông minh và có khả năng lãnh đạo. Họ cũng rất chung thủy, trung thành và biết quan tâm đến người khác. Trong tháng mới này, Giáp Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ quý nhân. Nhờ thế mà Giáp Dần sẽ nhận được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn trong sự nghiệp. Nếu Giáp Dần là người làm công ăn lương, Giáp Dần có thể mong đợi một tháng thành công và phát triển. Giáp Dần có cơ hội được thưởng, tăng lương hoặc được thăng chức trong thời điểm này. Do đó hãy tập trung khai thác các cơ hội đang có, đừng lãng phí nguồn lực của mình. Hãy làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm để ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp. Nếu Giáp Dần là người kinh doanh hoặc tự doanh, Giáp Dần cũng có thể vui mừng vì nguyệt lệnh trường sinh cho thấy nhiều cơ hội để tiền bạc nảy nở trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Giáp Dần chỉ cần chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội tới với mình. Bằng sức lao động và sự chăm chỉ, nhiều người đã tạo ra một cơ ngơi đáng kể trong thời gian này. Đồng thời, có bản mệnh Giáp Dần đã thu hút tài lộc nhiều tới mức cũng có thể có được nhiều của cải và tiền bạc, cảm thấy mình như cá gặp nước, thăng tiến và giàu có không còn là giấc mơ xa vời nữa. Đây là kết quả của việc Giáp Dần đã biết tận dụng các nguồn lực xung quanh mình và không ngại khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh Giáp Dần cũng không nên quá phóng khoáng hay hoang phí trong việc chi tiêu. Giáp Dần nên biết tiết kiệm và đầu tư hợp lý để bảo toàn và phát triển tài sản của mình. Giáp Dần cũng nên tránh những cuộc tranh cãi hay xung đột không cần thiết với người khác để giữ gìn hòa thuận và an bình. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Giáp Dần. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Giáp Dần sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Giáp Dần cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi của tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Giáp Dần sẽ được lục hợp che chở, mang đến một tháng đầy may mắn và thành công từ góc độ sức khỏe. Giáp Dần sẽ cảm thấy khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nào. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của Giáp Dần. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, Giáp Dần cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, do thời tiết biến đổi thất thường, sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, Giáp Dần từng chú ý chăm sóc bản thân và có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Ngoài ra, việc quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình cũng rất quan trọng, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Xem tử vi năm 2024, trong tháng 4 âm lịch, tài vận của người tuổi Giáp Dần vượng lên trông thấy, cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Ngoài công việc chính, Giáp Dần cũng có thể sắp xếp thời gian làm thêm, nguồn thu đến từ nhiều phía, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải căn ke quá nhiều. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh sản xuất, tuy nhiên có thể gặp chút trục trặc về thủ tục, giấy tờ, nhờ tử vi các tinh soi chiếu. Giáp Dần nhanh trí xử lý cuối cùng đâu sẽ vào đó, kết quả mãn nguyện, nợ nần trong tháng được giải quyết ổn thỏa, Giáp Dần hoàn toàn có đủ năng lực để trả nợ. Nếu có ai đó đang vay mượn tiền bạc của Giáp Dần, Giáp Dần cũng tự động mang trả, không mất thời gian công sức để thúc giục. Với những dự báo tích cực về sức khỏe và tài vận trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Giáp Dần có thể tự tin bước vào tháng mới với niềm tin và hy vọng. Hãy tiếp tục duy trì lối sống khoa học, chăm sóc bản thân và gia đình, cũng như tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Giáp Dần được dự báo sẽ có một tháng đầy may mắn và tiềm năng phát triển. Vận trình công danh sự nghiệp của Giáp Dần trong tháng này có vẻ khá lý tưởng và bản mệnh có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến đi đến thành công. Nguyệt lệnh lâm đất lâm quang, mệnh chủ nên tự tin tiến hành những kế hoạch trước đó, dám nghĩ dám làm chính là lời khuyên mà tử vi muốn dành cho người tuổi Giáp Dần. Đừng e ngại thất bại, bởi sống trên đời làm gì có ai chưa từng thất bại, vạn sự khởi đầu nan, đừng vội nản lòng bỏ cuộc mà hãy phấn đấu cố gắng hết sức mình. Những chuyện Giáp Dần tưởng chừng không thể trong tháng này vẫn có cơ hội trở thành hiện thực. Thiên ấn cho thấy bản mệnh cần phải phát huy khả năng sáng tạo của mình tốt hơn. Hãy rời khỏi lối suy nghĩ sáo rỗng đi vào đường mòn. Những trắc trở trước đó Giáp Dần gặp phải trong công việc cũng có thể do điều này mà nên. Nếu cần sự giúp đỡ hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên. Mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Chính bản thân Giáp Dần cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Tháng 4 âm lịch này hứa hẹn sẽ là thời điểm để Giáp Dần phát triển và tỏa sáng, vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm 2024 của tuổi Giáp Dần, tháng 4 âm lịch này đào hoa khởi sắc rực rỡ,
con giáp này sẽ đón thêm nhiều tin vui về đường tình cảm của mình. Hỉ khí dồi dào, tuổi Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để trái tim tràn ngập tình yêu đi nhé. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ làm quen với người khác phái, thường cơ hội yêu đương sẽ đến với con giáp này nhiều hơn khi Giáp Dần đang không ở nơi mình sinh sống. Hãy thử cho phép trái tim mình đi lạc một chút khi Giáp Dần đang đi công tác hay đi du lịch nhé, biết đâu đó lại là khởi đầu của một mối tình đẹp. Người tuổi Giáp Dần khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm, nhưng trong tháng 4 âm lịch này bản mệnh sẽ thấy mình cần phải nhanh chóng nắm bắt hạnh phúc, có thể bản mệnh sẽ đi đến quyết định gắn bó cuộc đời mình với một người khác. Nhìn chung, tử vi người tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch này mang lại nhiều dự báo tích cực và triển vọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và không ngừng ngại tiến lên phía trước. Chúc các Giáp Dần có một tháng 4 âm lịch thành công và hạnh phúc. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Giáp Dần 1974, thu nhập tăng tiến, tài lộc ngút trời, đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn. Để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình đến một ngày nào đó cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can, những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng, sẽ là dự ngôn tổng quan Minh Đường Tử Vi bản mệnh Giáp Dần trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Trong tháng 5 âm này, sức khỏe của những người tuổi Giáp Dần được dự báo sẽ khá tốt. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để chủ quan. Thời gian này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng do di chuyển nhiều. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi đúng mức là rất quan trọng để tránh gặp phải tình trạng mệt mỏi và thiếu tỉnh táo, từ đó dẫn đến những tai họa bất ngờ. Theo luận giải mới nhất tử vi năm 2024, người tuổi Giáp Dần sẽ có sự tăng nhẹ về tài vận khi bước sang tháng 5 âm lịch. Đối với những người kinh doanh và buôn bán, họ sẽ phải làm việc hết sức để đáp ứng nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, công sức bỏ ra sẽ được đáp lại bằng lợi nhuận xứng đáng. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kiên định, vì chỉ cần cố gắng thành công sẽ đến với họ mà không cần phải lo lắng. Đối với những người làm công ăn lương, nguồn thu nhập trong tháng này cũng có xu hướng tăng lên đáng kể. Điều này có thể đến từ việc đề xuất tăng lương được chấp thuận, hoặc bản mệnh có thể kiêm nhiệm một vài công việc phụ khác để tăng thu nhập. Với việc thu nhập tăng lên, họ sẽ không cần phải lo lắng về tình trạng túng thiếu. Ngoài ra, trong tháng này việc đi xa cũng có thể mang lại nhiều cơ hội cho các hoạt động cầu tài. Do đó, nếu nhận được phân công đi công tác xa, bản mệnh không nên từ chối hay cảm thấy khó khăn vất vả. Thay vào đó, hãy hào hứng tiếp nhận cơ hội này, vì từ đó họ sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ và có thể mở rộng mặt mạng lưới quan hệ, kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội mới. Vừa rồi là những dự báo về tình hình sức khỏe và tài vận của người tuổi Giáp Dần trong tháng 5 âm lịch. Tuy chỉ là dự báo tổng quan, nhưng nó cũng có thể giúp họ chuẩn bị tinh thần và kế hoạch hành động phù hợp để tận dụng tốt nhất những cơ hội và đối mặt với những thách thức trong tháng này. Theo luận giải mới nhất, tháng 5 âm lịch của năm 2024 được dự báo sẽ mang đến nhiều may mắn và thành công cho tuổi Giáp Dần. Có sự xuất hiện của Cửu Tử và Bác Bạch Đồng Cung ở hướng Đông Nam, đây được xem là phương vị vượng tài khí, đặt biểu tượng rồng phong thủy tại khu vực này, sẽ kích hoạt tài khí vượng, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, được tam hợp phù trợ, tuổi Giáp Dần được dự đoán sẽ gặp may mắn về tiền bạc hơn trong thời gian tới. Công việc của người tuổi Giáp Dần trong tháng 5 âm lịch sẽ có những bước tiến quan trọng, mọi việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, chỉ cần làm đúng kế hoạch, mọi việc được vận hành trơn tru, mang tới kết quả khả quan. Tháng này bản mệnh được lâm quang hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao ngày thêm hài hòa, giúp Giáp Dần củng cố các mối quan hệ, tạo nền tảng tốt cho con đường thăng tiến phía trước. Đây là thời điểm lý tưởng để mạnh dạn làm những điều mà Giáp Dần muốn, với tuổi Giáp Dần không gì là không thể. Ngoài ra, theo tử vi năm 2024, tháng 5 âm lịch này có sự xuất hiện của Thiên Đức Cát Thần, mang tới vận quý nhân vượng, trong lúc khó khăn nguy nan nhất cũng sẽ có người đứng ra ứng cứu. Cục diện thay đổi ngoạn mục, hứa hẹn thành công bất ngờ, điều này mang lại niềm tin và sự an tâm cho người tuổi Giáp Dần khi tiến hành các dự án lớn,
không lo đơn độc một mình. Riêng với người kinh doanh buôn bán, công việc tiến triển suôn sẻ, có thể ký kết nhiều hợp đồng, nhận được nhiều đơn hàng giá trị lớn. Quan trọng là Giáp Dần biết phân bổ thời gian hợp lý thì đảm bảo doanh thu tăng gấp nhiều lần so với trước. Tuy nhiên, không chỉ có thành công trong lĩnh vực công việc và tài chính, cuộc sống tình cảm của người tuổi Giáp Dần cũng được dự báo sẽ rộn ràng và nhộn nhịp trong tháng này. Nhất Bạch bay về phương Tây cho thấy cuộc sống tình cảm của người tuổi Giáp Dần lúc này rất sôi động và sống động. Tuy nhiên, điều quan trọng là không quá tự tin và kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là đối với những người độc thân. Việc chọn lọc và biết kiểm soát cảm xúc là điều cực kỳ quan trọng để tránh những tổn thương không đáng có. Đối với những người đã có đôi có cặp thì việc chỉnh sửa và củng cố mối quan hệ hiện tại là điều cần thiết. Không nên ham muốn kiếm cái mới để có cảm giác mới mẻ, bởi có những hậu quả khó lường chỉ vì một lần sai lầm vì ham vui của Giáp Dần. Trong tháng này, có dấu hiệu bất ổn trong các mối quan hệ xung quanh người tuổi Giáp Dần. Tuy nhiên, việc suy xét kỹ lưỡng trước khi kết thân với người khác là điều cần thiết để tránh những tổn thương không đáng có. Nhìn chung, tháng 5 âm lịch của năm 2024 được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho người tuổi Giáp Dần, từ công việc, tài chính đến cuộc sống tình cảm. Tất cả đều hứa hẹn sẽ phát triển tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm soát cảm xúc và chọn lọc mối quan hệ là điều quan trọng để đạt được thành công và hạnh phúc trong thời gian tới. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Giáp Dần 1974, thu nhập tăng tiến, tài lộc ngút trời. Đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Giáp Dần thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Giáp Dần nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.